chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục lại có một cái video ngay mùa mưa bão. Trong màn ảnh nhỏ của các bạn kia chính là con Komatsu PC400LC đang tắm mát cho con Komatsu PC450, một con cần phiên bản cần dài tắm cho một con phiên bản cần ngắn các bạn ạ. Mùa mưa bão này thì các anh chị tắm cho nhau để cho nó sạch sẽ các bạn này. Đấy, ăn tắm cho nhau này. Con PC400LC kia cần rất là dài, nó có thể tắm cho con Komatsu PC450 phiên bản cần ngắn kia được các bạn này. Hiện tại thì bác Tài bác đang tắm cho bộ phận về động cơ của con PC450 kia. Thì cũng chả biết là máy đang bị gì mà bác ấy lại chơi kiểu là tắm như thế này. Đây là độc nhất vô nhị đấy. Đây là cách rửa máy xúc nhanh nhất và cách rửa máy xúc gọi là đẳng cấp nhất hiện nay các bạn này. Đấy, cách rửa máy xúc đẳng cấp và cách rửa máy xúc chất nhất đấy. Bình thường thì người ta sẽ rửa máy xúc theo cái là mang ra quán rửa xe hay là dùng vòi xịt rửa xe, nhưng mà đây thì bác Tài bác chơi kiểu là dùng máy xúc hai con với nhau tắm. Đấy, mùa mưa bão này thì sẽ dùng hai con cho tắm cho nhau. Ở đây thì là một cái con kênh, con mương đang trong giai đoạn xây dựng. Cái kênh cái mương này ở lòng rất là sâu nên là tha hồ nước để tắm các bạn ạ. Đây, ở đây nước đang ngập rồi. Đó, một quả cần dài, một cần siêu dài luôn để tắm cho nhau. Đây, đều là những con đời cao, đều là những con máy to đang tắm rửa cho nhau giúp cho mùa mưa bão này là sạch sẽ hơn. Đấy, hiện tại thì bác Tài bác ấy đang lựa cho mình những gầu nước sạch sẽ để tắm cho cái bản thân của mình. Ở đây thì một con cần ngắn này được gọi là vợ, con cần dài được gọi là chồng, đang chồng đang tắm cho vợ đây các bạn ạ. Rất là đẳng cấp trong cái mùa mưa bão này, tắm cho nhau. Đấy, máy xúc thì có thể múc được những gầu nước rất là sạch tắm các bạn này. Đấy, bây giờ hiện tại bác Tài bác sẽ là lựa chọn cái phần nào đó để có thể tiếp tục rửa cho con máy của mình hoặc là rửa con máy bên cạnh kia. Đấy, thì như vậy ngày hôm nay mình có một cái video ngắn cách rửa máy xúc bá đạo, cách rửa máy xúc đẳng cấp nhất hiện nay. Video của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận nhiều video mới. Xin thân mến kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần tiếp theo.